Xin chào, một vài bí mật đã trở lại với series về giải nghĩa từ lóng đây. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về phanh xích lô nhé. Vậy phanh xích lô có ý nghĩa là gì mà tự dưng lại được nhiều người biết đến và tìm hiểu trong thời gian gần đây như vậy? Về nghĩa đen, phanh xích lô là danh từ chỉ một bộ phận của chiếc xe xích lô giúp xe dừng lại theo ý muốn của người điều khiển. Về động từ, phanh xích lô chỉ hành động đạp phanh cho chiếc xe xích lô đang chuyển động trở về trạng thái dừng. Nhưng nếu đơn giản như vậy, tại sao lại gây tò mò và nhiều người tìm hiểu đến vậy? Ta cùng nhau tìm hiểu về cái bóng nhé. Điểm mấu chốt chính là lúc ta đạp chiếc phanh xích lô. Ngày nay, xích lô ít phổ biến nên nhiều bạn sẽ không hình dung được hành động phanh xích lô này. Khi đạp phanh, những chiếc xe xích lô cũ thời xưa thường sẽ có âm thanh phát ra kít 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 do thiếu dầu phanh. Thế hệ 9X trở về trước, không chỉ ở chiếc xe xích lô mà ngay cả xe đạp cũng biết đến động tác bóp phanh kêu kít. Và tiếng kít lại chính là phát âm tiếng Anh của từ kiss, có nghĩa là hôn. Do sự trùng hợp về âm thanh nên các bạn trẻ đã dùng cách chơi chữ gọi phanh xích lô thay cho động từ hôn nhau, và nó đã trở thành tiếng lóng khi nói chuyện với nhau, chỉ hành động tình cảm của các cặp đôi yêu nhau. Còn một câu hỏi nữa, phanh xích lô có nguồn gốc từ đâu? Phanh xích lô xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Nguyễn Thanh Hải, là một bộ phim gây tiếng vang thời đó. Và từ năm 2019-2020, các đoạn cắt của phim hot trở lại trên cộng đồng mạng. Các nhân vật như chị Nguyệt Thảo Mai, các cụm từ như em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này, tương tự như phanh xích lô được viral trở lại. Phanh xích lô được nhắc đến trong tập khi các nam sinh viên ra ngoài sân tập, nhân vật Nghĩa Béo đố các bạn rằng Bích đang làm gì trong phòng với người yêu và đoán rằng đang phanh xích lô. Nhân vật Vinh do Văn Anh đóng, trong ba người đang không hiểu cụm từ phanh xích lô là gì. Anh chàng hỏi 3-4 lần mới được các anh giải thích nghĩa, phanh xích lô nghĩa là hôn. Khi được hai anh bảo chưa đến tuổi để yêu đương thì anh cười ngượng ngùng và thú nhận rằng mới phanh xích lô tối qua. Đây chính là cú twist và chi tiết gây cười của phim. Các bạn trẻ hiện nay sáng tạo ra rất nhiều từ mới hot trend trên mạng xã hội, mà nếu không lướt Facebook, lướt mạng xã hội thường xuyên sẽ rất dễ trở thành người tối cổ. Để có thể theo kịp xu hướng sử dụng từ ngữ mới của giới trẻ, các bạn hãy theo dõi series về giải nghĩa từ lóng của một vạn bí mật nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt!